Trong bóng đá, ai cũng muốn xem những pha xử lý đỉnh cao hay những siêu phẩm đẹp mắt. Thế nhưng trong một ngày đẹp trời, những cầu thủ chuyên nghiệp hoàn toàn có thể mang lại tiếng cười bằng những ý tưởng chơi bóng điên rồ. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi xem những tình huống khiến người xem cảm thấy thích thú nha! Tiếp tục là Henry. Lần này, cựu tiền đạo Arsenal tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi mà pha ghi bàn của anh lại không được trọng tài công nhận mà coi đó là một pha phạm lỗi. Pha bóng diễn ra trong trận chung kết lượt về giải vô địch Mexico giữa Querétaro và Santos Laguna. Ronaldinho lén chạy từ đằng sau thủ môn của Santos và cướp bóng ghi bàn vào gôn trống. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng này, thậm chí còn rút ra một chiếc thẻ vàng để cảnh cáo ngôi sao Brazil. Trong trận đấu giữa các cầu thủ Arsenal và Chelsea, Thierry Henry có pha đá phạt nhanh tinh quái. Nhận thấy thủ thành Peter Cech cùng hàng rào Chelsea sơ sẩy, cầu thủ người Pháp nhanh chóng sút bóng vào khung thành gần như bỏ trống. Nhanh, khéo và cực kỳ tinh tế là những gì có thể nói về bàn thắng mở tỷ số của Wilshere vào lưới Norwich. Pha phối hợp ấy được dàn xếp từ khu trung lộ, bóng đến chân Cazorla. Anh bắt đầu tăng tốc khi tiến gần khu cấm địa và tỉa bóng cho Wilshere để bắt đầu một pha đập nhã một chạm kinh điển. Tất cả đều diễn ra một chạm, nhanh chóng mặt và tinh tế tuyệt vời. Bàn thắng quá hoàn hảo và chắc chắn sẽ còn được xem đi xem lại rất nhiều. Salah cầm bóng ngoài khu vực 16-50, sau đó truyền Firmino để thực hiện pha bật tường. Firmino khống chế nhạy cảm bằng chân phải và dùng chân trái giật gót kiến tạo. Salah trong thế đối mặt dễ dàng ghi bàn. Siêu phẩm được ghi ở phút 90 của trận đấu tại giải vô địch Trung Quốc. Cầu thủ Iran Zahavi nhận bóng và lập tức vắt chéo chân sút bóng kiểu Rabona với lực rất mạnh. Quả bóng đi thẳng vào góc khó không cho thủ môn một cơ hội nào cản phá. Đội bóng áo đỏ có cơ hội rất tốt để ghi bàn khi thủ môn lao ra và bị một pha lốp bóng qua đầu. Nhưng mà hậu vệ áo trắng này đã nỗ lực chạy về phá bóng ngay trên vạch vôi. Pedro đón đường chuyền từ cánh trái của Buckley. Thay vì dứt điểm bằng đầu, cầu thủ Tây Ban Nha đã thực hiện cú đánh gót ghi bàn không tưởng, khiến thủ thành của Red Bull Salzburg hoàn toàn bị bất ngờ. Coutinho toan tính khôn ngoan trong quả đá phạt hàng rào này. Thông thường anh sẽ đưa bóng lên góc cao, nhưng mà lần này hàng rào của West Ham đã bị đánh lừa hoàn toàn. Khi nhảy lên thì cú sút của cầu thủ Brazil lại đi sát mặt đất đưa bóng vào lưới. Cầu thủ áo trắng trước tình huống phạt đền đang buộc dây giày. Nhưng đừng nghĩ đó là thật, bởi vì khi trọng tài thổi còi, anh đã giả bộ lấy đà một bước rồi sút ngay lập tức khiến thủ môn chẳng thể phản ứng kịp. Ở World Cup 1998, Argentina đã khiến cho cả thế giới phải ngỡ ngàng với pha phối hợp đá phạt của hàng thủ đội tuyển Anh để tạo ra một trong những bàn thắng ấn tượng nhất ở giải đấu trên đất Pháp. Bàn thắng của Garuccio được ghi giữa hiệp 2 trận Western United thắng Western Sydney 3-2 tại A-League. Cú vẩy mái ngoài của Aleksandar Brozovic lỡ nhịp di chuyển của Garuccio, nhưng mà hậu vệ này nhanh trí nhã người thực hiện cú đá kiểu bọ cạp đưa bóng vào lưới ở cự ly gần. Trận chung kết World Cup 2018, từ một pha bóng không mấy nguy hiểm, thủ thành Hugo Lloris mắc lỗi sơ đẳng biếu không cho Mario Mandzukic bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 2-4 cho Croatia. Ngôi sao của Boca Juniors là Jonathan Cannelli đã làm cho người hâm mộ một phen đã mắt với siêu phẩm Rabona tuyệt đẹp của mình. Một cú Rabona đã lốp bóng qua đầu thủ môn. Cầu thủ chạy cánh Terence Buhiri của Borneo FC đã có pha bứt tốc như một quả tên lửa trong trận đấu với Michakuka tại Indonesia Liga 1. Xuất phát từ giữa sân, Buhiri đã lao đi vuông vút, bỏ lại một hậu vệ và thủ thành đối phương trước khi đưa bóng vào lưới. Sis nhận được đường chuyền,
Tiền đạo ngay lập tức đã đỡ bóng rồi bắt volley cực đẹp tung lưới thủ môn Jet. Bàn thắng đã làm câm lặng các khán đài sân Stamford Bridge. James Rodriguez đã thực hiện cú cứa lòng ngoạn mục trong cuộc đọ sức giữa Colombia và Mỹ. Bóng đi vòng cung và bay vào lưới đội tuyển Mỹ trong sự bất lực của thủ môn Jet Stephen. Nhận đường truyền từ Robert Pires trong tư thế quay lưng về với khung thành, Beckham đã đỡ bước một cực kỳ tinh tế bằng chân trái. Bóng bật ra phía sau nhưng lại theo hướng bên phải của ông và cầu thủ phòng ngự của chích chòe. Cuối cùng, cựu danh thủ Hà Lan tung ra một cú đệm lòng chuẩn xác, tạo nên một trong những pha lập công có thể nói là đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Cú sút của Pedro đã đánh bại được thủ thành Julio Cesar, song nó chưa đủ để Tây Ban Nha có bàn gỡ hòa, bởi David Luiz đã kịp băng về phá bóng cứu thua cho đội nhà ngay sát vạch vôi. Trong tình huống này, nếu không tỉnh táo, Luiz có thể sẽ trở thành tội đồ bởi bóng đi khá hiểm, còn anh thì lao về với tốc độ rất nhanh. Cầu thủ Maximilian Arnold của Watford đã có tình huống đá phạt ngay sát vòng cấm. Bóng được đưa vào lưới theo một quỹ đạo khó mà tưởng tượng được. Nhận bóng trong thế quay lưng với khung thành Panama, Neymar không cần xoay người. Anh dấn bóng thêm một nhịp trước khi bất ngờ đánh gót cho Hood dùng tốc độ băng lên bên cánh trái. Hậu vệ Panama bị bất ngờ và không thể theo kèm ngôi sao Zenit, để rồi lưới của họ đã phải rung lên. Bóng được phất lên khá mạnh, hậu vệ áo vàng này đã lao lên đánh đầu ở khu vực giữa sân, khiến bóng ngay lập tức quay trở lại vòng cấm đối phương. Điểm nhấn ở tình huống sau đó khi mà thủ thành đã không thể phán đoán được độ nảy của trái bóng, khiến đội nhà thua đáng tiếc. Sau một hồi xoay sở thì Paul Pogba đã có tình huống kiến tạo tinh tế cho Olivier Giroud ghi bàn vào lưới Cameroon. Cú tạt bóng làm nhiều người liên tưởng tới David Beckham. Vừa rồi là tổng hợp những pha bóng đầy thú vị khi mà các cầu thủ cho thấy sự tinh quái của mình và cũng là sự bất cẩn của các thủ môn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá thế giới nha.